chanti tang te sang mang ra mô tam ma Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Mã Sơn Lóc mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Dạ đạo tràng, có nghe được âm thanh của con, cho con xin một tín hiệu ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ đạo tràng, dạ kính cảm ơn cô Khai Ma. Hôm nay thứ hai, ngày 6 tháng 1 năm 2020, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 29, Kinh Thí Dụ Lõi Cây Mahasaro Bama Sutta, bài 30, Tiểu Kinh Thí Dụ Lõi Cây Chulasa Bama Sutta, từ câu 393 đến 398, sẽ được Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải mở đầu chương trình.
Xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh, từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bích Thai. Con kính nhân Bích Đến Sư ạ. À, nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bích Thai Dạ. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tự Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 29, Kinh Thí Dụ Lõi Cây Mahasarobhama Sutta, bài 30, Tiểu Kinh Thí Dụ Lõi Cây Chulasabhama Sutta, từ câu 393 đến 398, sẽ được Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tự Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá, con kính dâng mít đến Ngài. Nam Mô Bích Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức có mặt trong rung, kính chào tất cả quý đạo hữu tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta qua hai bài kinh mới, bài kinh số 29 và bài kinh số 30, đều là bài kinh tài dụ, tức là kinh viết thí dụ lỗ cây. Một bài kinh Đức Phật Ngài thuyết, dân cái thuyết cho các tỳ kheo nghe, dân cái sự kiện mà tỳ kheo Đề Bà Đa đã rời khỏi tăng chúng và tách riêng tăng chúng, thành lập cái giáo hội riêng cho mình vì cái tham vọng, là vì tổ sư của môn phái. Nhân đó Đức Thế Tôn
Ngài đã giảng theo thông lệ cho các vị tỳ kheo về cái đề tài những cái thí dụ lỗ cây. Còn ở trong cái bài kinh số 2, cái bài kinh số 30, thì bài kinh số 30 này là Đức Phật Ngài thuyết cũng với ý nghĩa là ví thí dụ lỗ cây, nhưng trong cái duyên sự là Bà La Môn Bình Cá Lát Cô Chát đến bạch hỏi Đức Phật về cái sự chứng đắc của các ngoại đạo sư, các vị giáo chủ của ngoại đạo. Thì mặc dù vậy, nhưng mà cái cách trình bày ở đây đó, thì khi thuyết cho các vị tỳ kheo nghe nhân cái vụ việc của Devadatta, thì Đức Phật Ngài thuyết trực tiếp về cái đời sống xuất gia. Rồi đời sống xuất gia có nhiều hạng, có người bị tham đắm trong danh lợi, ví như là người đi tầm cầu lỗ cây nhưng mà lại hại cành lá vân vân. Thì Ngài thuyết cái chủ đề trước rồi Ngài mới đưa thí dụ sau. Còn khi mà Ngài thuyết cho Bình Cà Lát Có Chát thì Ngài thuyết, Ngài nêu lên bốn cái ví dụ đó trước, rồi sau đó Ngài mới trình bày về những hạng Sa Môn và La Môn xuất gia có những cái đường hướng như vậy. Thì trong cả hai bài kinh này đã được Thượng Tọa Nhất Đẳng gom chung lại, bởi vì ý nghĩa về pháp thì có sự tương đồng với nhau. Nếu mà tách rời mỗi một bài học một ngày thì như vậy sẽ thuyết giảng trùng lập. Do vậy gom chung lại chỉ khác cái duy sự và khác cái cách trình bày thôi. Và trong cái bài học này thì chúng ta sẽ tìm hiểu những ý nghĩa như là tại sao gọi là kinh ví dụ lỗ cây. Đại ý hai về kinh đó nói cái gì, rồi mục đích ban đầu sơ phát tâm của một tu sĩ là gì, rồi phải chăng sự tự mãn là một chướng ngại lớn đối với phần đông người tu tập, phải chăng qua hai bài kinh này Đức Phật dạy sự cung kính cúng dường với đức thiền định tri kiến chỉ là những tầm thường không đáng có. Và cuối cùng thì ở đây khi nói đến Asamaya 11 khác, bất luận thời giải thoát có nghĩa là gì? Thì ở đây chúng ta có những cái câu hỏi để là cái hướng mà chúng ta nghe pháp, chúng ta hiểu được cái bài kinh. Bài kinh hôm nay sẽ hai bài kinh hôm nay sẽ do Thượng Tọa Nhất Đẳng vị giảng sư trong ngày thứ hai thuyết giảng. Và bây giờ mở đầu xin mời Phật tử Nhật Quỳnh đọc cho chánh văn của bài học, sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa giảng sư thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Lăng Dao Nguyệt ơi, tập bi em của Nhật Quỳnh dùm Lăng Dao Nguyệt ơi. Dạ, cảm ơn Xích Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được đọc Chánh Kinh, bài 29, Kinh Thí Dụ Lợi Cây, Mahasatra Bama Sutta, bài 30, Kinh Thí Dụ Lợi Cây, Chula Bama Sutta, từ câu 393 đến 398. Tại sao gọi thí dụ loại cây Saro Bama Sutta? Cả hai bài kinh số 29 và 30 đều lấy thí dụ loại cây là chủ đề. Bài kinh trước dài hơn nên gọi là đại kinh. Đây là trường hợp hai bài kinh có cùng nội dung nhưng được giảng trong hai duyên sự khác nhau. Đây là một đặc điểm của Tam Tạng Pali trong tinh thần nguyên thủy là kết tập và gìn giữ những gì được Phật dạy chứ không phải là một sáng tác có gặn lọc và bố cục như những tác phẩm hậu tác. 394. Đại ý hai bài kinh là gì? Trong hai bài kinh này, Đức Phật dạy có những phát sanh, hai thành tựu trên đường tu tập, mang tánh giai đoạn, không nên lấy đó làm cứu cánh. Cung kính, cúng dường chỉ là những gì hoa lá cành chứ không phải là loại cây của sa môn quả. Thành tựu giới đức chỉ là vỏ ngoài của sa môn quả. Thành tựu thiền định chỉ là vỏ trong của sa môn quả. Thành tựu tri kiến chỉ là giác cây của sa môn quả. Bất thối giải thoát mới chính là loại cây. Bài kinh số 29 là pháp thoại hằng ngày Đức Phật giảng cho chư tỳ khu tên, chư tỳ kheo tăng. Bài kinh số 30 được Đức Phật giảng cho bà La Môn Phingala Đốc Cha, một nhân vật được đặt một lần duy nhất ở bài kinh này trong Tam Tạng Pali. Tại sao thấy khi vị này nêu lên những câu hỏi trong số các vị giáo chủ ngoại đạo đương thời, ai là bậc thực tu thực chứng? 395. Mục đích ban đầu với sơ phát tâm của một tu sĩ là gì? Người xuất gia cần ý thức và nhớ rõ về sơ phát tâm. Ta bị chìm đắm trong sanh già chết sầu bi khổ ưu não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ quẩn này có thể chấm dứt được trong nghi thức thọ sa di, thì lời tác bạch này được xác viết rõ ràng khi thỉnh cầu được trao y cả sa. 396. Phải chăng sự tự mãn là một chướng ngại lớn đối với phần đông người tu tập? Có lẽ đây là căn bệnh chung của tất cả chúng sanh. Có nỗ lực thì có tiến bộ, có thành tựu. Nhưng những gì thành tựu phần lớn chỉ là giai đoạn của hành trình. Giống như ý nghĩa được đề cập trong kinh Trạm Xe, không nên lấy đó để tự mãn. Sự tự mãn khiến hành giả đứng lại và sau đó là thối thách. 397. Phải chăng qua hai bài kinh này Đức Phật dạy sự cung kính, cúng dường, giới đức, thiền định, tri kiến là những thứ tầm thường, không đáng có? Không nên quan niệm như vậy. Những thứ đó chỉ là giai đoạn trong hành trình, không phải là điểm đến đích thực. Kinh Trạm Xe, Kinh Thánh Cầu là những pháp thoại chỉ rõ hành trình có những chặng đường phải đi qua.
chưa đạt đến cứu cánh thì không nên tự mãn. 398. Bất thối giải thoát trong bài kinh này chỉ có điều gì? Dạ con sai, con xin đọc lại. Bất thối giải thoát trong bài kinh này chỉ cho điều gì? Thuật ngữ Asama Yani Mokha trong bản Việt ngữ dịch là phi thời giải thoát, có thể bị hiểu lầm là giải thoát không đúng thời. Theo Baptist Fida Matga II 40, từ vựng Sama Yani Samayiwi Mokha là sự giải thoát nhất thời như các thiền chứng, và Asamayiwi Mokha là sự giải thoát vĩnh viễn, không trở lui trong trạng thái cũ, nên ở đây dịch là bất thối giải thoát, chỉ cho sự đoạn tận kiết sử của đạo quả. Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng dạy đại học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, con kính dâng bích đến sư ạ. Nam Mô Bích Thai giá. Kính đại lễ Thượng Tọa Thuyết Chư, đại lễ Chư Tổ Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có lẽ trong giáo trình Trung Bộ Kinh, rất ít khi mà chúng ta gom hai bài kinh thành một bài học. Giờ quý vị hãy chờ chúng tôi một chút. Xin lỗi, chị Tổng Thức và Thư Tử. Trước là trả lời bài học. Thường thường ấy, là một bài kinh thì chúng ta chia thành nhiều bài học. Nhưng mà cũng ít có trường hợp, rất ít trường hợp mà hai bài kinh mà gom lại một bài học. Như Thượng Tọa Thuyết Chư vừa đề cập đến. Đó là vì hai bài kinh này có nội dung tương đối giống nhau. Cũng là thí dụ lỗi cây. Và cái ý nghĩa mà được thí dụ thì cũng giống nhau. Trước khi mà đi vào nội dung của bài kinh thì chúng tôi muốn nói đến một điểm mà nhiều người hoặc giả là phê bình thì nó hơi nặng, nhưng mà nó là nhiều người cũng nói đó là tức là Bali có một số các bài kinh trùng lặp, tức là lẽ ra thì những bài kinh như vậy nên được bớt, bởi vì nó đã được đề cập đến ở trong những bài kinh khác về ý nghĩa, và đôi khi nó chỉ khác về duyên sự thôi. Thì thật ra đó là cái nhìn của nhiều người, kể cả một số các vị tu sĩ, nhưng mà đối với cá nhân chúng tôi thì chúng tôi lại rất là cảm kích, rất là hoan hỷ với những cái trùng lập như vậy. Thứ nhất là Tôn giả Ananda cũng như người Upali, và đặc biệt là Tôn giả Ananda, khi mà kết tập chứ không phải là trùng trùng lần đầu tiên là kết tập, thì các ngài đã cố gắng để lặp lại những gì được nghe
trong trí nhớ của mình. Và ở trong sự kết tập đó thì những cái Nikaya, ngày nay mà nói Phật giáo nguyên thủy hay nói Nikaya thì nó Aham, thì Nikaya chúng ta tạm gọi như một cái bộ sưu tập hay là sưu tập pháp, ở trong tiếng Anh gọi là collection. Thì một cái bộ sưu tập như vậy đó không có dặn lọc nhiều, không có sắp xếp thành một tác phẩm. Cái sự khác biệt giữa kinh điển Phật giáo Đại Thừa và kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy đó, là Phật giáo Nguyên Thủy là một sự kết tập những pháp thoại hoặc ngắn hoặc dài của Đức Phật và các đệ tử. Nhưng mà kinh điển Đại Thừa về sau này đó thì như là một sáng tác. Chúng tôi lấy ví dụ như là kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Bảo Tích, ngay cả kinh Đại Bát Niết Bàn thì cũng là một tác phẩm dài được viết, có kết cấu như là một quyển sách chứ không phải là một sưu tập. Đó là điểm đầu tiên đặc biệt của hệ Nikaya. Và thứ vị một ý nghĩa thứ hai đó là khi mà tâm tạng Bali được gìn giữ thì gìn giữ đó mang cái tính cách nguyên thủy bảo thủ. Tính bảo thủ ở đây là không phải vì nghĩa lời văn. Thì thứ vị tam tạng thì có ba tạng, tạng kinh. Đúng là chúng ta nêu thường là tạng kinh luật luận, nhưng mà thật ra thì chúng ta nên nêu là tạng luật trước, rồi tạng kinh, rồi tạng ví dụ pháp. Mỗi một tạng như vậy đó thì có bao nhiêu bộ, ví dụ như là kinh tạng, ví dụ lục tạng 5 bộ, kinh tạng 5 bộ, ví dụ pháp 7 bộ. Mỗi một bộ như vậy đó có bao nhiêu phẩm, mỗi phẩm bao nhiêu bài kinh, mỗi bài kinh có bao nhiêu câu, bao nhiêu mỗi câu bao nhiêu chữ. Tất cả đều được ghi nhận mà những cái thế hệ truyền thừa đó là phải gìn giữ bảo lưu những điều này, chứ không phải là hồi xưa các ngài giữ như vậy rồi tới lời của mình lược bớt đi, mình sang định là mình cắt đầu này sáng đầu kia. Cái tính cách đó là tính cách bảo thủ. Mặc dù bị phê bình nhưng mà tất cả bảo thủ nó cũng có những cái rất đẹp, có những cái rất đẹp. Ở đây ví dụ như là bộ kinh nào mới được đem vào thì đều có ghi nhận rất rõ. Như trong tạng Atira thì có bộ Ca Thao Quát Thú Bộ Ngữ Thông do ngài Mục Liên Đế Tu, tức là ngài Bốc Lăng Nắp đưa vào thời Bô A Dục thì cũng ghi rõ như vậy. Hay là bên Miến Điện, người ta đặt cái bộ Na Tiên Tỳ Kheo Kinh hay là bộ Milinda Vấn Đạo Milarepa đó vào trong tiểu bộ, nhưng mà cũng ghi rõ là do Phật giáo Miến Điện thêm vào. Điều đó có nghĩa là không có cái gì nhập nhằng, tức là lấy cái tác phẩm hậu tác để ghi rằng đó là những lời thời nguyên thủy nhằm mục đích là tạo giá trị của những tác phẩm này. Bởi vì trong tâm tạng Bali có cái đặc biệt ấy, là những gì ghi trong chánh tạng là ghi chánh tạng, những gì ghi ở trong sớ giải mà chúng ta gọi là tục tạng là tục tạng, mà cái nào là những tác phẩm hậu tác gọi là tạp tạng là tạp tạng, chứ không có lấy cái này pha cái kia. Nó cũng là một điều rất là đáng quý. Vì vậy riêng đối với chúng tôi đó thì thưa quý vị, trường học có hai bài kinh này, thật ra thì nếu mà nói trên ý nghĩa thì có thể cắt bớt một bài, nhưng mà ở đây thì không, các ngài vẫn giữ lại, và điều đó là một điều rất là đáng hoan hỷ.
Tuy nhiên trong cái phạm vi của lớp học Phật Pháp Bodhidharma là chúng ta học để tìm hiểu, thì chúng ta ghi nhận là giảng một ngày hai bài, chứ không nhất thiết là chúng ta đi thì phải từng bài. Thứ vì bài kinh ngày hôm nay thì có hai cái duyên sự khác biệt giữa bài kinh đại kinh và tiểu kinh. Như Thượng tọa Thừa Siêu đã trình bày là tại Vương Sát Thành mà lúc thì bạn Đạt Đa nhận rất là nhiều cái sự cúng dường của Vua Sở Thế. Thì sự cúng dường là chở bằng xe, chứ chở bằng xe lúc mà để bài Đạt Đa lôi kéo Vua Sở Thế trở thành một đàn tính của mình. Và Đức Phật Ngài cũng cảnh báo rằng danh và lợi làm hỏng đời sống phạm hạnh. Và quả thật điều bạn ra tại vì danh lợi để đi vào con đường tội lỗi. Nhưng mà chúng ta không bàn chuyện đó hôm nay, chúng ta chỉ nói một ý nghĩa mà Đức Phật Ngài đề cập đến là người xuất gia trong cái chuyện mà hướng cầu cuộc sống giác ngộ giải thoát. Thì thưa quý vị, có cái giai đoạn đầu tiên khởi thường được cái sự kính mộ của quần chúng, và từ sự cúng kính mộ này nên sự cung kính cúng dường nó phát sinh. Có một vài lần chúng tôi nói với quý Phật tử là phải đi về các quốc gia Phật giáo, đôi khi ở trong nhà hàng hay là trên máy bay, chúng ta nhìn thấy những người Phật tử có một thái độ rất là kính trọng hay cúng dường chư tăng. Thường xảy ra chứ phải là ít. Và nếu một người xuất gia mà không khéo thì cứ tự mãn về điều đó. Ồ, mình hay rồi, mình giỏi rồi mới được cung kính như vậy, mới được cúng dường như vậy. Hoặc là nếu không có tự cao thì cũng có thích bằng lòng. À, tốt quá. Nếu mình không tu thì mình cũng bơ cũng mất. Bây giờ mình tu thì có được. Người ta quan tâm, người ta cung kính, có người ta cúng dường. Ở trong bài kinh này Đức Phật Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến một điều mà tất cả các vị thiền sư, các bậc dân tăng khi mà giảng dạy cho tăng chúng, cho hội chúng tu tập, các ngài đều nhắc đó là cái căn bệnh rất dễ thỏa mãn của chúng ta. Sự dễ thỏa mãn này đó nghĩa là mình làm được cái gì đó, và khi mình làm được thì mình cảm thấy hạnh phúc, và cái dấu hạnh phúc đó mình cứ khư khư ôm lấy cái đó. Chúng tôi nhớ rằng hồi chúng tôi mới sang Thái Lan ở chùa Gành Chanh Cha, thì quý vị thì ở trong chùa Ngài Thanh Gia là một cái nơi mà tu tập, ngoài tu tập thiền định đó thì Ngài đặc biệt chú trọng huấn luyện đời sống xuất gia. Và một ở trong những cái điểm nổi bật là Ngài khuyến khích các vị tỳ kheo học thuộc lòng ba di mục, những cách học tương đối là giống nhau á, là học trong lúc đi khất thực. Thì từ chùa đi vào làng thường thường đi bộ khoảng chừng 5-7 cây số, đi bộ cao băng qua những cánh đồng, cuối cùng đến làng chư tăng cũng đông, đi
chia với nhau. Ví dụ năm vị đi làng này, năm vị đi làng kia. Và cái thời gian mà đi từ chùa ra cánh đồng và từ từ chùa ra làng, làng trở về, thì đa phần là thời gian nó chưa tăng dành chiều để học kinh tụng. Và như chúng tôi thì học với bổn, phải nói rằng năm đó chúng tôi được 11 hạ. Đối với ở trong chùa thì chúng tôi chỉ nhỏ hơn hai vị thôi, một phần lớn những vị tỳ kheo khác đều trẻ hơn. Và chúng tôi được giao nhiều cái nhiệm vụ như là giảng Phật pháp tối, một tuần ngày ngày cả giảng lần, ngày chúng tôi giảng lần. Và trong nhiều trường hợp đó thì như đi khất thực thì chúng tôi phải dẫn chư tăng đi. Nhưng mà có cả áp lực, đó là các vị tỳ kheo trẻ, đa số nhà sư ngoại quốc, hầu hết nhà sư ngoại quốc thì thường là một hạ, hai hạ cứ bị học thuộc lòng ba thi bốc hết, tức là thuộc tùng dưới bụng. Mà chúng tôi mới vào thành ra hồi nhỏ, cái lớn sống chùa thì có đọc thôi chứ không bao giờ nghĩ mà học thuộc lòng hết. Nhưng mà qua đó thì mình ở cái thế của vị tỳ kheo cũng trên 10 hạ rồi, ra mình phải ráng. Thứ vì chúng tôi cũng học với bổn, thì chúng tôi nhớ là lúc chúng tôi học gần 2 tháng rưỡi, lần đầu tiên mà chúng tôi tụng với bổn thì có được nhắc một lần thôi, nhưng mà những lần sau thì không phải nhắc, tại vì khi mình tụng là có một người cầm bổn dò. Nhưng mà khi mà chúng tôi tụng được với bổn đó, thứ gì thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc, mình cảm thấy rất là nó có cái gì rất là đặc biệt. Chúng tôi nhớ rằng sau cái đêm tụng với bổn đó thì chúng tôi lại đi khất thực những ngày cả, thì chúng tôi đi bận về thì chúng tôi có nói với ngài cả là tối hôm qua làm lễ Bồ Tát rất là hoan hỷ, lần đầu tiên ở trong cuộc đời con được tụng với bổn. Người ấy thì cười, người nói là hoan hỷ, cũng đáng hoan hỷ đó, nhưng mà đừng có nghĩ là cái chuyện đó nó là chuyện quá lớn, coi chừng sự tư bản. Thì thưa quý vị, lúc đó chúng tôi hơi ngờ ngợ, bởi vì thật ra đó là một cái nỗ lực mấy tháng trời. Nhưng mà sau đó một vài lần chúng tôi gặp các vị trụ trì, các vị thiền sư ở xa về, mà các vị giảng thì các vị đều nhắc đó. Ở trong tu viện, ở trong thiền viện, một cái trở ngại nhất của người tu tập mà nhiều người ít có để ý đến là sự tự mãn, tự bằng lòng. Đa số chúng ta nó trở thành một cái rào cản rất lớn. Mình nghĩ rằng ồ, mình làm việc quá tốt rồi, vào chùa vài bữa mình thuộc kinh tục nhiều, thuộc giới bổn, em đi khất thực được, em làm này làm kia được. Nhưng mà chúng ta quên đi là cái tâm đó chỉ là một ở trong những bước của cuộc hành trình, chỉ là một giai đoạn. Và nếu chúng ta không khéo thì chúng ta tự mình giam chân mình lại. Nếu chúng ta không khéo thì thứ gì tự chúng ta tạo nên cái rào cản mà chúng ta không đi tới được. Đôi khi chúng ta đọc những câu chuyện như Đề Bạch thì
chúng ta thấy rằng cuộc sống như vậy là bất xứng. Nhưng mà thưa quý vị, đó là trường hợp của phần đông chúng ta. Phần đông chúng ta. Điều mà đáng đa không phải chỉ là một người có được sự cúng dường quá sạch thế mà còn có thành tựu thiền định và thần thông thôi. Nói như ngày hôm nay là ngày hôm nay có ai được như vậy đổi lên bầu trời rồi. Không biết có bao nhiêu vị tu sĩ ngày hôm nay. Thưa thì được một chút tiến tập, nhất là giảng ở trên YouTube phổ biến và tạo sẽ tạo thành nên tự hào, và đôi khi nó tạo nên phong trào. Cái con số mà người vào xem, người view á, nó trở thành một cái thước đo cái sự thành công của mình. Và cái thước đo mà càng nhiều á thì chúng ta càng cảm thấy hạnh phúc sung sướng, và chúng ta càng cảm thấy mãn nguyện. Có một lần chúng tôi sang bên Đài Loan, nghe câu chuyện là pháp sư Ấn Thuận là một ở trong những cái vị cao tăng của Phật giáo Đài Loan. Ngài được rất là nhiều người kính ngưỡng. Có một giai thoại là Ngài có một người học trò xuất gia, và sau khi tu học với Ngài một thời gian thì vị này về cao hùng cất một ngôi chùa và có một cái gia đình rất là giàu có, phát khởi cái tính lập và ủng hộ vị này để cất ngôi chùa lớn. Mà chúng tôi có đến ngôi chùa, thấy người dẫn ngôi chùa rất là đẹp. Tại vì ngay từ ban đầu đã có một gọi là một người giàu có đại gia ủng hộ, thành ngôi chùa được cất lớn từ ban đầu, rồi là cái kiến trúc nó đẹp, từ cái mái cho đến nền cho đến tượng Phật vân vân. Thì khi ngôi chùa hoàn bị thỉnh pháp sư Ấn Thuận xuống để chứng minh cho cái lễ lạc hành, thì chúng tôi nghe nói là ở trong lễ lạc hành đó, cái vị thầy trẻ mà cắt được ngôi chùa đó đến đảnh lễ pháp sư Ấn Thuận và trình với ngài rằng tức là sư phụ, con không có ngờ là trong cuộc đời con có một cái phước là đi xuất gia mà được gặp sư phụ, rồi bây giờ ra làm việc đạo lại gặp một gia đình Phật tử giàu có và giúp làm một ngôi chùa lớn như vậy. Đôi khi con nghĩ là con không có giống như một giấc mơ, và con không nghĩ là được nhiều phước như vậy. Thưa quý vị, nếu mà bình thường như chúng ta đó thì chắc chúng ta tán thán, nhờ quả thật là cái phước còn trẻ mà lại được có người ủng hộ và xây cất được một công trình lớn, rất là đáng hoan hỷ. Nhưng mà chúng tôi nghe người ta kể lại đó là pháp sư Ấn Thuận nhìn người học trò, ngài có nói một câu là cất một ngôi chùa lớn đó là một thành tựu đáng quý. Nhưng mà có được ngôi chùa lớn mà có thể buông ra, không có chấp thủ, thì cái đó cũng quan trọng hơn. Trước nhất là cái vì người dạy tử lúc mà nghe pháp sư nói vậy đó thì có giống như cái cám lạnh mà dội lên đầu hay không. Nhưng mà quả thật là lời dạy đó rất là chí lực, rất là đẹp của một vị thầy. Cứ tưởng tượng là
đời sống mình đi tu do cái phước gì đó, mình lập được một ngôi chùa lớn, ngôi chùa đẹp, rồi một ôm ngôi chùa mình không hỷ. Thì khi mà mình ôm chấp là cái mà mình có đó, thì cái đó không phải là cái phước của mình lắm, có khi nó là cái họa cũng có. Nó không phải cái thuận duyên, có khi nó là chứng duyên cũng có. Và thật ra thì chúng ta nói cái đó là vì vật chất, về cung kính cúng dường. Đức Phật Ngài gọi đó là hoa lá cành. Một người đi vào rừng thì người đó phải có cái độc tâm là mình đi tìm cái gì. Và thưa quý vị, nếu một người mà đi tìm cái giá trị thực sự, ở đây Đức Phật gọi đi tìm cái lõi cây. Lõi cây là cái phần tinh hoa của cây, cái phần tốt nhất của cây. Thì người đó nếu mà họ mãn nguyện với hoa lá cành thì họ sẽ dừng ở bên ngoài. Người đó họ chỉ lấy cái vỏ ngoài, tức là vỏ khô á, là họ sẽ dừng lại. Nhưng người đó họ chỉ lấy cái vỏ ướt rồi ở trong á, cũng dừng lại. Lấy cái giá cây, tức cái thịt bao dung quanh cái lõi á, thì cũng dừng lại. Người đó phải bỏ tất cả những hoa lá cành, vỏ trong, vỏ ngoài, vỏ trong cây á, để tìm đến cái thực sự là cái lõi cây. Và đó là điều Đức Phật Ngài đặc biệt nhắc đến trong hai bài kinh. Ngay cả thưa quý vị, khi mà chúng ta đi hành thiền, các vị thiền sư cũng nhắc, ban đầu có những người ngồi thiền cảm thấy khó chịu, nhưng mà sau đó ngồi được một tiếng, hai tiếng và tự nhiên cảm thấy rất là tự hào, rất hãnh diện, và đi nói với mọi người rằng ồ, tôi ngồi được một tiếng, tôi ngồi được hai tiếng. Thì cái ngồi nó cũng tốt rồi. Nhưng khi một người mà cảm thấy hãnh diện về chuyện đó, thì người đó bắt đầu rơi vào trong một trạng thái tự mãn. Và với một người hành thiền, không có một cái gì nên là điều để mãn nguyện và dừng chân lại tại đó. Kể cả cái cảm giác nhẹ nhàng, cảm giác thương thới. Bởi vì Ajahn Chah-sa-ru nói rằng nhiều người Tây Phương họ tưởng là ngồi thiền để đạt đến một trạng thái khinh khoái, cảm thấy nhẹ nhàng. Ngồi thiền đạt đến trạng thái thư giãn, relaxation. Nhưng mà không phải vậy. Đối với người ngồi thiền, cảm giác thuận cũng như nghịch, dễ chịu cũng như khó chịu, nặng nề hay nhẹ nhàng, cảm giác chỉ là cảm giác. Và điều quan trọng của hành giả là tiếp tục lên đường. Tiếp tục lên đường. Nếu không tiếp tục lên đường, và nếu không nhìn những thứ đó là giai đoạn đó, thì chúng ta sẽ phí rất là nhiều thời gian, phí rất là nhiều thời gian, công sức đối với những điều đã có rồi. Chúng ta nhớ rằng thỉnh thoảng gặp một vài vị họ có trí nhớ rất là tốt, họ nhớ những bài thơ, bài kệ. Và khi mà người ta nói những gì thì hay đọc những bài thơ đó. Và điều đó cũng là điều rất là đáng quý. Nhưng mà nhiều khi do họ nhớ nhiều bài thơ như vậy, lấy làm tự mãn, họ không đi xa hơn nữa. Ở trong việc học nghiên cứu, tối ngày nghe ai làm thơ gì mình nhỏ nhớ, nhớ trong đầu, nhớ học thuộc lòng, thì nó cũng tốt, chứ không phải không tốt. Nhưng mà nếu cả đời chỉ học thuộc lòng thơ của người khác đó, thì mình giống như cái máy cassette để thâu lại thôi, chứ mình đâu có thể là đi xa hơn. Biển học thì mênh mông, và trong thế giới thi ca thì nó có nhiều cái trình độ, nó có nhiều sâu của nó, chứ không phải ngồi đó mình nhớ nhiều bài thơ của người ta là hay đâu. Và trong bài kinh này, xin lỗi, trong hai bài kinh này, thì điều đó được Đức Phật nói rất rõ
Ngài nhấn mạnh rất kỳ. Đời sống sa môn mà được cung kính, cúng dường, nó chỉ là hoa lá cành thôi. Khi mình thành tựu được giới hạnh trang nghiêm, nó chỉ là vỏ ngoài. Thành tựu được thiền định chỉ là vỏ trong trong. Thành tựu được tri kiến chỉ là cái giác cây. Nhưng mà phải giải thoát hoàn toàn, vừa có bệnh vừa chuyện, thì mới đạt đến chỗ chân thực. Chúng tôi nhớ là ở trong kinh Phật giáo Đại Thừa có kinh Bát Nhã đó, họ có cái câu mà nhiều người đọc như thần chú, nhưng mà sự câu rất thú vị khi mà nói là yết tế ba la yết tế ba tăng yết tế ta bà ha. Ở trong tiếng Phạn cũng được gọi ga tê, hãy đi tới ba sam ga tê, tức là ba la yết tế ba sam ga tê là đi đến bờ bên kia. Barakate đi đến bờ kia, nhưng mà Barasamkate là Baratang ấy, đấy là đi một cách trọn vẹn, một cách dứt khoát, không có thối chuyển. Thì cái Barasamkate là Baratang ấy, đấy là nó mới thật sự là cái mà chúng ta nói đây là bất thối giải thoát. Có đi, hãy đi, hãy tới bờ bên kia, nhưng mà tới bờ bên kia khác hoàn toàn. Chúng ta thường không chịu đi vì sự mãn nguyện, và chúng ta đi thì đi lang thang chứ chúng ta không đi đến được bờ bên kia, và đi bờ bên kia thì chúng ta cũng phải đặt nước hoàn toàn. Rất nhiều cái ví dụ ở trong kinh, ví dụ như là ở trong Tăng Chi Bộ Kinh nói về hàng người lặn xuống không trồi lên, người lặn xuống trồi lên đứng đó, người lặn xuống trồi lên rồi bơi tới, có những người bơi tới đặt đến bờ bên kia, đạt đến chỗ giải thoát luôn. Thì như vậy, một ở trong những cái đặc điểm của thiền học, dù là Đại Thừa hay Nguyên Thủy, dù tất cả các tông phái là Nam Tông, Bắc Tông, Mật Tông, v.v., thì đều nhắc đến một cái yếu tố rất rõ là tiếp tục lên được. Nếu chúng ta chấp thủ, chúng ta dừng lại điều đó, thì giống như ngài ở trong kinh Trọng Xe mà ngài Puna nói rằng trạm thứ nhất, trạm thứ hai, trạm thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu không phải là điểm đến đích thực, mà trạm xe là trạm xe, chỉ là một trạm dừng mang tính cảm tạm thời. Đó là điểm chúng ta đạt đến, nhưng mà rồi cũng là điểm chúng ta sẽ phải rời bỏ lại. Nên tại sao mà trong hành trình tu tập chúng ta phải thường nhắc đến điểm này? Vì nó là một thứ cạm bẫy, nó là một thứ chướng ngại, và chướng ngại đó do mình tạo nên, chứ không phải là từ ở bên ngoài. Mà điều này nó còn ghê gớm hơn là những chướng ngại ở bên ngoài. Thật ra thì một ở trong những cái đặc điểm của mình, và những đặc điểm mà chúng ta nên biết là sự cải thiện không có ngừng nghỉ, là lúc nào cũng cải thiện. Chúng tôi nhớ rằng có một lần ngồi nói chuyện với một người Phật tử ở trong quán cà phê Starbucks. Thế anh Phật tử đó, anh là manager cho một cái công ty của Mỹ. Anh nói rằng nguyên tắc thương mại của người Mỹ thì với họ tiến bộ là họ lập ra cái tiệm cà phê Starbucks, khách rất đông, những mặt hàng họ bày, người ta bán, người ta mua nhiều. Nhưng mà cái hệ thống điều hành đó, thì họ phải luôn luôn nghĩ rằng phải cải thiện, làm sao cho nhiều mặt hàng hơn, làm sao mà khách có lo
để trở làm sao chế nhanh hơn và giá tốt hơn. Nếu người Việt Nam chúng ta mà làm cái gì thành công, mình đứng chỗ đó, rồi người khác họ cạnh tranh, làm cái gì xong chúng ta đứng đó, mình làm được chai dầu, có đôi khi mình chế được một chai dầu bán chạy đó, thì càng về sau này cái phẩm chất càng rẻ hơn thì chúng phải tốt hơn. Nhưng mà ở tại các nước Tây phương thì những nước giàu có thì họ làm ra được cái gì mà bán chạy rồi, thì ngoài cái phẩm chất thì họ còn cải thiện cái mẫu mã, cái hình thức ở bên ngoài, và càng ngày đó, họ làm tốt hơn, đẹp hơn. Đó là tại sao họ có những chứng bụng. Cái ví dụ đó là ví dụ ở ngoài đời, nhưng mà riêng ở trong đạo của chúng ta, ở trong Phật pháp, thì chúng ta cũng cảm thấy một điều là thường thường người ta nói rằng mình tu giống như là mình lội ngược dòng vậy. Cái khả năng đứng lại thì có nhiều, nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng đứng lại có nghĩa là mình có thể đứng yên một trọn chỗ đâu. Khi mình lội vị nào mà quen, vị nào có lội nước, khi mình đứng lại từ từ sẽ bị đẩy lùi ra phía sau. Nếu không tiến thì có nghĩa là lùi. Cái khả năng mà đứng yên một chỗ rất là khó. Thì thưa quý vị, đúng là cái sự lưu sụp, cái sự thối chuyển đó, nó manh nha từ ý nghĩ tự mãn, đứng lại, dậm chân, không có cải thiện, không có tiến bộ. Và khi mình đã dậm chân rồi, mình không phải giữ nguyên trạng nó được, mà mình bị tức, bị lôi về phía sau. Nếu chúng ta đọc bài kinh Thánh Cầu thì chúng ta thấy rằng bậc đạo sư của chúng ta là Đức Phật. Ngài có một cái khởi điểm mà về sau này người ta hay gọi là điểm xuất phát, một khởi điểm rất là đẹp. Tại sao mình bị sanh già đau chết chi phối, lại đi tìm cái bị sanh già đau chết chi phối? Cái khởi điểm đó rất hiếm chúng sanh trong đời này có được. Và Ngài đã từ bỏ cái chiếc ghế rất là được mọi người mơ ước, đó là ngai vàng. Từ bỏ ngai vàng rồi, Ngài lớn gặp hai vị thầy, những vị này có thực tu Arahat Kalama và Uttaka Ramaputta. Cả hai vị này, một vị chứng thiền vô sở hữu xứ, vị chứng phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nhanh chóng sau khi mà Ngài thực hành không bao lâu thì Ngài cũng đạt đến cái trình độ ngang bằng của cả hai vị này. Và hai vị này lại đưa ra một chiếc ghế và có lẽ nhiều người rất ước, đó là chiếc ghế giáo chủ ngang bằng với mình. Mình tưởng tượng như mình đã học với vị thầy trong thời gian ngắn, vị thầy thấy được sự thành tựu của mình và chẳng những không ganh tị mà còn đặt lên cái địa vị ngang bằng với mình. Nhưng mà Ngài đã nhã nhặn từ chối ra đi, bởi vì đó không phải là điều Ngài hướng đến. Điều Ngài hướng đến là đoạn tận tất cả khổ. Rồi Ngài tiếp tục với điều. Và thưa quý vị, những năm tháng sau đó, Đức Thế Tôn, bậc đạo sư của chúng ta, Ngài tu khổ hạnh. Và Ngài đã nhận được một cái địa vị được tôn quý thời bấy giờ. Năm vị đạo sĩ Cô Tranh Nhá là những người trí thức nổi tiếng về tôn giáo thời bấy giờ. Tinh Thông Tam Phệ Đà và là người tín ngưỡng tuyệt đối với Sa Môn Cồ Đàm của chúng ta. Tiếp theo này là những pháp lữ chung quanh mong chờ một ngày nào đó từ cái sự tu khổ hạnh cao tột về thành tựu Bồ Đề. Nhưng vừa rồi sau thời gian dài khổ hạnh, Ngài thấy rằng điều đó vô ích,
Và Ngài quyết định hướng sang con đường tu tập. Năm vị đạo sĩ đã thất vọng bỏ đi. Đức Thế Tôn một lần nữa, Ngài đã từ bỏ một chiếc ghế vô hình. Chiếc ghế đó là được cái sự kính ngưỡng cao trọng của quần chúng. Ngài bỏ ngai vàng, Ngài bỏ chiếc ghế của một giáo chủ, Ngài bỏ cái địa vị được tôn vinh. Và cái nơi ngồi của Ngài lựa chọn cuối cùng, mới nghe thì rất là bình thường, rất là giản dị. Đó là ba bó cỏ tranh được lót ở dưới cội bồ đề. Thật ra thì chúng ta nói là cỏ tranh được trải ở dưới bóng cây bồ đề, nghe nó không có gì mà cao trọng như là ngay vàng, như là những chiếc ghế giáo chủ, như là những vị tôn quý. Nhưng mà Ngài đã có một quyết tâm dứt khoát đối với chỗ ngồi rồi. Thậm chí Ngài tự nhủ rằng dù máu có khô, thịt xương có bụng đất, chưa thành đạo vô thường thì Ngài chưa rời khỏi đó. Mỗi lần chúng tôi sang Bồ Đề Đạo Tràng, nơi mình chúng ta gọi là đại thánh tích của Đức Phật thành đạo, quỳ đảnh lễ cái Bồ Đề. Ngày hôm nay thưa quý vị, cái Bồ Đề đó cũng là nơi mà Đức Thế Tôn đặt mình ngồi. Bây giờ thì người ta tạo ra những hành lang kiên cố, thế phàm không biết bao nhiêu là hương hoa, không biết bao nhiêu từ lễ bái cúng dường từ tứ chúng, từ thập phương Phật tử đến từ nhiều quốc gia mỗi ngày. Không phải chỉ cúng dường còn là nhưng mà thật ra thì hình ảnh cội bồ đề ngày hôm nay chỉ là một di chỉ, chỉ là một di tích. Hình ảnh cội bồ đề trước thế con ngồi cái thời hai mấy thế kỷ về trước đó là một cội cây ở trong rừng sâu, và ở dưới gốc cây đó chỉ có ba bó cỏ tranh thôi. Tại sao Ngài chọn lựa ba bó cỏ tranh mà Ngài đã tốn cái từ bỏ ngay vàng, từ bỏ hai chiếc nón giáo, từ bỏ cái địa vị cao rộng trong lòng của nhóm kiều kỳ kiếp? Bởi vì lý do rất đơn giản, Ngài là một bậc đại sĩ, một đấng điều nghịch vô thượng. Và thứ gì Ngài biết rõ cái gì là giai đoạn, cái gì là cứu cánh. Không có ý thức đó thì Ngài đã không hoàn tất cuộc hành trình. Không hoàn tất hành trình, chúng ta không gọi Ngài là đấng thiền thể đâu. Nhưng phải nói một điều rằng, khi mà chúng ta đọc về cuộc đời Đức Phật thì chúng ta nghĩ đó là cổ tích, nhưng mà kỳ thật đó là một hành trình đầy can đảm, một cuộc hành trình đúng nghĩa với chữ đại hùng đại lực. Đại hùng đại lực ở đây không phải là có mình tướng mạnh dám lại những chuyện kinh thiên động địa. Đại hùng đại lực ở tại đây là dám bỏ cái mà mình đã thành tựu. Thực sự thành tựu lớn lắm, không nhỏ đâu. Bây giờ chúng ta có một gì bị chút đó, thì thưa quý vị, chúng ta thấy là lớn lao lắm rồi. Một cái hư danh chút là thấy là bị bản. Ngài là vị vua mà. Chúng tôi có rất nhiều lần về cổ thành Ca Tỳ La Vệ, một nơi mà chúng tôi thường đứng và thường rất là xúc động. Đó là ngày hôm nay, sau bao nhiêu vật đổi sao dời, vẫn còn cái cổng mà ngập là Đông Môn, nơi mà Ngài cùng Sa Đạt rời bỏ hoàng cung để ra đi. Thưa quý vị, điều đó chỉ là mới một phần thôi. Ngài đã bỏ lại rất nhiều,
Mà những thứ đó đối với chúng ta dường như, thí dụ như là bây giờ, từ một người bình thường đến được thiền định cao độ, thì có lẽ chúng ta mãn nguyện lắm rồi, cảm thấy quan hệ rất là thành công. Ngày tiếp tục, bệnh tiếp tục. Cho đến khi mà Ngài hiểu rõ, Ngài đã đoạn tận tất cả các kiết sự, thành tựu giác ngộ giải thoát vô thượng. Vì vậy, bài kinh Thắng Cộng, nếu mà chúng ta đọc lại, thì thưa quý vị, chúng ta thấy được rằng con người của chúng ta trên cái hành trình về tâm linh, hành trình về nội tâm, luôn luôn có nhiều cái vướng mắc. Và một trong những cái vướng mắc đó là thái độ tự mãn. Cho nên trong bài kinh này, Đức Phật dạy rất kỹ là như một người đi tìm lỗi cây, người có đó phải có đủ sáng suốt cùng trí tuệ, là nhìn lá đẹp đó, hoa thành đẹp đó, bỏ qua, và thậm chí cho bỏ ngoài, có một vài loại cây bầu bỏ ngoài nó rất là thơm, rất là đẹp như cái quế, cũng phải bỏ qua. Cái vỏ trong cũng phải bỏ qua, cái giác cây cũng bỏ qua, phải tìm được một cái cốt lõi, tức là cái tinh túy, cái tinh hoa đích thực, cái tinh hoa của đạo học đó. Giống như ngọc ở trong đá, không phải đi vào trong núi lượm lên những hòn đá thì ngọc được. Chúng tôi có lần sang Vân Nam, được người ta dẫn đến một cái nơi mà những người họ đấu giá những cái khối đá, đá mà đem về thì thật sự thì nó có một cái giai đoạn là mai rủi. Ví dụ như họ đem đến một cái đá rất lớn, đá mà mới đem về thì nhìn ở bên ngoài nó không có khác nhau. Có đôi khi như vậy, nhưng mà người có mắt họ hiểu rằng ở trong đó là ngọc, nhưng mà ngọc mất cát mất khí, ngọc thì phải chẻ ra, phải mài. Nhưng mà nếu người ta đã mài thì người ta có thể biết được cái phẩm chất đó là đá hoa cương hay là ngọc thật hay là ngọc chê đai. Nhưng mà khi chưa có, khi chưa làm thích nguyên một khối đá thì người ta đem ra họ đấu giá, và đây là hên xui. Chúng tôi có hỏi cái người mà họ hướng dẫn đó, thì họ nói rằng một ở trong 10, tức là đấu giá 10 lần, cho dù là một người đánh mất đi nữa thì 9 lần là không đạt được như ý, và có một lần may mắn thì họ mua được một cái đẳng ngọc rất là giá trị. Tại vì ngọc nguyên cả, ngọc thứ thiệt quý sạch, nhưng mà đôi khi cái màu nó không đủ đẹp, cái vân nó không đủ đẹp, và ở trong nó có những vết rạn thì nó cũng làm giảm giá đi. Và do cái lý do ngọc là bởi vì cái rủi nhiều hơn cái mai. Nên được một cái viên ngọc mà đúng nghĩa là ngọc, ngọc quý, để thật sự nó không có nhiều so với cái rủi ro. Do đó khi tìm được những cái khối ngọc mà quý thật sự thì giá rất là cao. Thì điều đó chúng ta cũng nên hiểu rằng đi tìm cái tinh túy, cái tinh hoa của đạo đó không phải ai cũng đạt đến. Ngày hôm nay người ta có cái phong trào là nặng về số đông, có cái xu thế là chạy theo số đông,
Nhưng mà cái đạo mà chạy theo số đông á, không thường á, chúng tôi sửa lực ấy, nó phù phiếm nhiều hơn đạo chân thực. Cái tâm hoa, cái cốt tủy, cái cốt lõi, đôi lúc nó là một con đường rất là cô đơn trong cuộc đời. Chúng ta đừng quên rằng bậc đạo sư của chúng ta có những cô đơn như vậy. Ngài đã sống trong rừng sâu núi thẳm, tu tập khổ hạnh đã là cô đơn. Một ngày nào đó mà ngài ngã quỵ cuối đường, và khi ngài tỉnh dậy, ngài chợt nhận ra một điều rằng hành pháp ở mức độ cung cực, dù là ngài đã trải qua những cái cuộc hành pháp như là đại bất tịnh thức, đại yểm ly, đại khổ hạnh, nhưng mà nó không đi về đâu hết. Và người quyết định trở lại cũng không được. Ngài bắt đầu thọ thực, từ dụ trở lại cũng được trung bình, đi khất thực lại. Ở trong giờ phút đó, năm vị pháp lữ mà vô cùng kích động ngài, đặt kỳ vọng nhiều ở ngài, thì lại nản lòng bỏ đi, nghĩ rằng sa môn Gotama đã bỏ cuộc. Quý vị nghĩ đi, mình theo đuổi một việc gì đó rất là trọng đại trong cuộc đời, và có những người cùng chia sẻ điều đó, một ngày nào đó những người đó thất vọng và bỏ đi, thì chúng ta nhớ một điều là con đường đi tìm cái đạo chân thực, đi tìm cái tinh hoa của đạo, đi tìm cái tinh túy cuộc sống, đi tìm cái cốt lõi của đạo đó, nó không phải là một con đường và lúc nào cũng chim hót xuống ra, lúc nào cũng đầy hoa thơm cỏ lạ đâu, không có. Ngài Chân Cha thậm chí có nhiều khi mà ngài nói rằng người đi xuất gia mà chưa có ba lần rơi nước mắt thì người đó chưa đi đâu hết. Chúng ta phải trải qua rất là nhiều những cái thách thức, những cái hệ lụy, nhưng mà chúng ta hiểu là những thứ này nó đến từ ở chính mình, ở trong nội tại chính mình, và những chướng ngại tinh thần đó lớn chứ không phải nhỏ. Và điều đó đã được Đức Phật ngài nhắc ở tại đây là phải biết bỏ lại, thấy rõ đây là hoa lá cành, đây là vỏ ngoài, đây là vỏ trong, đây là giác cây. Chưa tìm được cái lõi cây thì khoan dừng lại, và mới biết cái gì là cứu cánh, cái gì là giai đoạn. Thì thứ gì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ nhân bài kinh ngày hôm nay. Bây giờ thì xin được dứt lời tại đây, để cung kính thượng tọa Thượng Xuyên, không biết thượng tọa có còn ở trước máy không. Nếu thượng tọa Thượng Xuyên còn ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa nói cho vài lời. Dạ, kính thỉnh thượng tọa Thượng Xuyên. Nam mô Bụt Thầy. Ở kính bạch Trư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, trong khi chờ đợi Thượng tọa Giác Đẳng soạn câu thảo luận, chúng tôi xin có vài lời tiếp theo bài giảng của Thượng tọa Giác Đẳng. Kính thưa quý vị, khi đọc qua hai bài kinh này thì chúng ta thấy rõ một điều
và đạo Phật không có cái sự nhầm lẫn giữa cái hình thức và cái nội dung, giữa cái thành tựu có tính cách giai đoạn và sự thành tựu cứu cánh. Giữa cái phước với cái sự giải thoát nó khác nhau. Bây giờ trước khi mà chúng ta nói đến cái việc mà một cái vị xuất gia mà bị dính mắc vào cái danh lợi thì cái đó là cái điều không tốt đẹp thì đã đành đi. Cái đấy thì chúng ta thấy rõ rằng cái lý tưởng ban đầu của vị đó là nghĩ rằng cuộc sống này là khổ đau, mình phải đi tầm cầu cái gì đó, mình đi xuất gia rất có thể là mình sẽ đoạn trừ cái sự khổ đau. Cái mục đích ban đầu, cái lý tưởng ban đầu là như vậy. Nhưng mà khi xuất gia rồi và đạt được cái lợi đắc cung kính thì mê sai theo cái lợi đắc cung kính đó, thì nó đi ngược lại cái lý tưởng ban đầu. Thì cái chuyện đó thì cái chuyện rất dễ hiểu. Nhưng mà một vị xuất gia mà thành tựu vì giới thanh tịnh hay thành tựu về thiền định hoặc là thành tựu với tri kiến thì chúng ta nghĩ rằng cái sự thành tựu đó là tốt chứ. Nhưng trong khi đó thì Đức Phật đã nói rằng là vẫn chưa có đạt được lỗi cây của chánh pháp, để khẳng định như vậy. Bởi vì khi mà thành tựu giới rất có thể vị này do vì giới được trong sạch trở nên tự mãn và tự tán quỷ tha, khen mình và chê người khác. Cái sự kiện đó có thể xảy ra. Hoặc là vị này tinh tấn nỗ lực thiền định, khi mà chứng đắc được các thiền định thì cái trường hợp này nó cũng chưa phải là rốt ráo theo cái lý tưởng ban đầu. Mặc dù ở bên ngoài người ta nhìn thấy vị đó như vậy là tốt, nhưng trên thực tế thì thành tựu thiền định vẫn còn có thể bị vấp ngã. Bằng chứng như là Devadatta chẳng hạn, và do đó phải bỏ đi cho đến khi thành tựu về cái chí văn Phật pháp, có cái tri kiến tốt đẹp. Nhưng nếu mà chưa có đoạn trừ các cái lậu hoặc phiền não thì với cái tri kiến đó thành tựu như vậy vẫn chưa gọi là rốt ráo cứu cánh. Chúng ta thấy rõ ở đây giới thiền định và tri kiến. Nếu mà chúng ta nhìn bình thường mà không được nghe từ nơi Đức Phật giải thuyết thì chúng ta thấy rõ rằng là một vị xuất gia nhằm cái mục đích giải thoát mà chỉ cần dừng lại ở chỗ là giữ giới thanh tịnh vậy cũng đủ rồi.
chúng ta cứ nghĩ gì, hay là tinh tấn nỗ lực thiền định dừng lại ở chỗ đó, như vậy là đã đủ rồi, chúng ta cứ nghĩ đó là tốt. Hay là được sau khi nghiên cứu tận tường về Phật pháp, đạt đến chỗ chánh kiến, vị đó có chánh kiến hiểu biết đúng, chúng ta nghĩ như vậy là đủ. Cái đó chúng ta xem như là đã thành tựu được cái lý tưởng ban đầu. Nhưng mà thưa quý vị, chỉ có bậc giác ngộ ngài mới thấy cái điểm đích giác ngộ là cứu cánh của phòng hạnh. Bậc giác ngộ như là Đức Phật và như chư vị A-la-hán thì các ngài mới dám nói cái điều đó, dám tuyên bố cái điều đó. Cho nên những cái thụ giai đoạn đầu về giới, về thiền, thiền định hay là về chánh tri kiến, thì những giai đoạn đó Đức Phật ngài cũng tán thán, tán thán một vị tỳ kheo có giới, tán thán vị tỳ kheo tinh tấn thiền định, tán thán vị tỳ kheo có chánh tri kiến. Nhưng mà ngài khích lệ cho vị đó không dừng lại nửa chừng ở đây mà phải tiến đạt thêm. Khi nào mà chứng được quả vị A-la-hán, nó làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, biết rõ sau đời sống này không còn đời sống khác, như vậy đó vị đã đạt được cái mục đích giải thoát, chấm dứt cái sự tái sanh luân hồi, thì như vậy mới được gọi là đạt được cái lỗi cây của chánh pháp. Cái này mới đúng là cái lý tưởng ban đầu mà vị đó khi muốn xuất gia. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta hiểu được cái điểm này thì chúng ta thấy rõ đạo Phật không phải chỉ là một, không phải là một tôn giáo mang đậm cái sắc thái hình thức lễ nghi, không phải thấy cái sự trang nghiêm trong những cuộc hành lễ như vậy cho rằng là cái này là cái sự thành tựu rốt ráo của cái đạo Phật. Không phải như vậy. Chính cái bài học này nói lên cái điều đó, đã giúp cho chúng ta hiểu được rằng bây giờ khi mà chúng ta còn là phàm phu, hảo phàm phu Kalajana, phu thức chân ác, chúng ta có thành tựu những cái thiện sự, chúng ta có tạo được những cái lành, tạo được phước báo dồn dào như thế nào, thì chúng ta phải tự nhớ rằng là cái này chưa phải là cái lỗi cây của chánh pháp, thì chúng ta mới có thể là tiến xa hơn, trưởng thành hơn. Chứ còn nếu như chúng ta không hiểu được cái bài kinh này đó, thì chúng ta mới có đạt được như vậy, chúng ta tự cho rằng như vậy đã quá đủ, đã quá tuyệt vời, thì như vậy chúng ta sẽ chỗ. Đức Phật ngài có thuyết về những cái sự tu tập thối hóa, có những cái sự tu tập đứng lại, có những cái sự tu tập tiến hóa, và có những sự tu tập đạt đến cái mục đích
đạt đến mục tiêu. Tu tập thối quá như là người cái lý tưởng ban đầu nghĩ rằng ta bị chìm đắm trong sanh già, chết sầu bi khổ u não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chìm đắm bởi, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ quẫn này sẽ chấm dứt được nếu như xuất gia. Thì vị đó lập cái lý tưởng ban đầu thì cũng tốt đó, nhưng mà khi lập cái lý tưởng ban đầu, khi xuất gia được rồi thì vị ấy được lợi dưỡng, được tôn kính danh vọng, lợi đắc cung kính. Cái chỗ này chúng tôi nghĩ rằng lợi đắc cung kính, chứ xài chữ lợi dưỡng người ta sẽ hiểu lầm. Thì khi mà chúng ta tu tập, chúng ta cẩn thận ở chỗ nếu mà chúng ta đi vào trong cái thiện pháp đó, chúng ta thực hành thiện pháp, chúng ta còn bị vướng mắc bởi những cái nó không được tốt đẹp như vậy đó, thì gọi là bị thối quá. Cũng giống như một người làm thiện, thấy họ đi chùa làm phước thì thấy cái sự sinh hoạt của họ như vậy, chúng ta nghĩ rằng là tốt, nhưng mà thực tế khi mà họ làm phước, họ bị chi phối liên hệ bởi cái sự tham vọng, tham cầu, như là cái sự ham danh, thì như vậy cái sự làm phước của họ là bị thối phật, gọi là hanaphagiya. Còn nếu như khi họ làm phước, mặc dù họ không có bị tham cầu bởi danh vọng, nhưng mà khi họ làm phước đó, thì họ nghĩ đến cái quả báo vị thục do những cái công đức này đem lại, làm người làm trời vân vân, thì như vậy nó cũng chưa phải là toàn hảo, bởi họ còn đang dậm chân tại chỗ. Chỉ khi nào họ làm phước, họ tạo cái nghiệp lành, họ nghĩ rằng là chính do những cái thiện hạnh này sẽ giúp cho ta tẩy rửa được phiền não, chấm dứt cái sự khổ đau luân hồi, thì khi làm phước như vậy đó thì mới gọi là thắm phần quy xì sát phần giá. Từ một bài kinh có nhiều ý nghĩa mà chúng ta có thể nhận ra được để chúng ta chỉnh sửa lại cái đời sống tu tập của chúng ta, như vậy thì rất quý thưa quý vị. Ở trong bài học này, Thượng Tọa Giác Đẳng đã nêu rõ cho chúng ta về những cái yêu lý đó. Bây giờ đã thấy có câu thảo luận số 1. Xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại điều học. Xin kính chào Thượng Tọa Tuệ Quyền vừa vào room. Chào Đại Đức Pháp Tính. Xin thỉnh Thượng Tọa. Sa số kính chân Thượng Tọa Tuệ Siêu. Bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, có một số vị thì có quan điểm là thời bây giờ chúng mình tu mà đòi hỏi cao quá, như là phải đắc đạo chứng quả, phải giải thoát, giác ngộ giải thoát thì nó cao quá, không ai tu được đâu.
thì thời này bây giờ thì chúng ta nên quan hệ với cái bình thường thôi. Ví dụ như mình đi tu, mình xây chùa được là tốt rồi, mình có thể giảng pháp được là tốt rồi, có thể làm sao cho Phật tử họ đi chùa đông là tốt rồi. Thì cái chuyện mà theo thượng tọa nghĩ là giác ngộ giải thoát có phải là đòi hỏi cao không, và chúng ta có nên khuyến khích người ta bằng lòng với những cái kết quả khiêm tốn để mà nó hợp với thực tế không? Xin kính thỉnh ý kiến của thượng tọa cư sĩ. Anh Đức Bố của Thầy vậy? Kính thưa quý vị, cái việc tu tập và đạt được cái lộ khê của chánh pháp, tức là cái sự giải thoát, cái điều này không phải là Đức Phật ngài đòi hỏi cao quá. Ở trong một cái công ty họ tuyển dụng nhân sự, tuyển dụng nhân viên, và ông giám đốc cái công ty đó ông đưa ra những cái tiêu chuẩn để tuyển chọn, thì đôi khi chúng ta thấy những cái đó mới gọi là đòi hỏi quá cao. Thì cái này chúng ta không có làm theo nổi. Còn ở đây đó, Đức Phật ngài chỉ nói cho biết rằng là cái cuộc luân hồi này nó có nhiều cái sự khổ đau, cái thân của quẩn này nó có nhiều đau khổ như vậy thôi. Tu tập phẩm hạnh này với cái mục đích để diệt trừ cái sự khổ đau đó bằng cách là phải làm sao đạt đến cái tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Nhưng mà tùy theo duyên của mỗi người, chúng ta thực hành đến đâu thì chúng ta thực hành. Không phải là chúng ta thực hành không tới rồi Đức Phật đuổi chúng ta khỏi giáo pháp này, không phải vậy. Tại vì chúng ta đọc cái bài kinh, chúng ta nghe nói vì chúng ta sợ quá, chúng ta chưa hiểu gì về Đức Phật, chúng ta lại sợ quá, chúng ta suy nghĩ rằng cuộc tu mà đòi hỏi cao quá, cái họ bỏ cuộc. Hoặc là họ đưa lên vấn đề tại sao đòi hỏi cao quá, làm sao có thể đạt được trong cái thời kỳ này, thay vì chấp nhận thành quả khiêm tốn. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta mắc phải một điều là có đôi khi chúng ta chấp nhận cái thành quả nào mà chúng ta có thể đạt được dễ dàng, mà trong khi chúng ta chưa có rút ráo thì chúng ta sẽ dễ dàng sanh ra những ác pháp khác, chẳng hạn như là tự mãn với cái thành quả mình đạt được, hay là trở thành tự tán quỷ tha, tức là khen mình và chê người khác vì chúng ta không tới. Cũng chẳng hạn như bây giờ chúng ta là một người bệnh nhân, là một người bệnh đi đến với thầy thuốc, thầy thuốc điều trị, và ông thầy thuốc nói rằng trị là phải trị cho hết bệnh, phải ăn uống kiêng cử như thế này,
những món này không nên ăn, những thức này không nên uống. Uống thuốc phải điều đặn như vậy quý vị. Cho nên liên tục trong suốt thời gian 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 9 tháng. Chúng ta mới có uống đâu dựng tuần lễ thuốc, chúng ta cảm thấy người khỏe ra, chúng ta nghĩ cần gì phải đeo đuổi cái liệu trình dài cái thời gian 6 tháng hoặc 9 tháng gì. Chỉ trong tuần lễ đã hết rồi, đã khỏe rồi, cho nên người đã dừng lại. Và chính cái chỗ này, trong khi cái bệnh họ chưa thật hết, là cái gốc bệnh nó vẫn còn tiềm ẩn, mà họ dừng lại thì nó làm cho bị lần thuốc. Và do đó cho nên cái gốc bệnh nó còn được lưu giữ, sau này nó tái phát. Thì đến lúc tái phát, lúc đó thưa quý vị, một là trở tay không kịp, hai nữa là điều trị lại thì rất là khó khăn. Kinh nghiệm ở chỗ đó chúng ta thấy trong cái sự tu tập, Đức Phật thì giống như một thầy thuốc, và chúng ta là những bệnh nhân. Nếu mà trị những cái bệnh phiền não và những cái bệnh khổ thống do già, sanh già bệnh chết, luân hồi sanh tử là cần phải rốt ráo. Chứ còn nếu mà chúng ta chấp nhận cái thành quả khiêm tốn, chẳng hạn như là chúng ta chỉ giữ giới là cũng được an vui rồi, đạt đến thiền định hiệp thế cũng là an vui rồi, hay là có được chánh tri kiến như vậy là cũng có thể đảm bảo được cho cái sự tái sanh tốt đẹp rồi. Thì chúng ta nói như vậy thì Đức Phật là không có rầy, nhưng mà có điều là chúng ta dừng lại ở nửa chừng cái giai đoạn đó, có nghĩa là chúng ta dừng lại cái liệu trình trị bệnh. Và do vậy cho nên đến khi mà phiền não mà nó phát sinh tiếp tục, và lúc bây giờ chúng ta bị lâm vào những cái cuộc khổ đau khác, thì trong trường hợp này thưa quý vị, chúng ta phải làm lại từ đầu thì nó rất là khó. Chính vì vậy thời Đức Phật các thì Nam Tử khi mà xuất gia vào trong giáo pháp thì những vị đó đều có một cái xác tích là nghi trong kiếp sống hiện tại để ta phải thành tựu mới được, chứ không chịu chấp nhận với những cái thành quả khiêm tốn. Khi mà Đức Thế Tôn ngài nghe tin Đức Thế Tôn sắp viên tịch, các vị tỳ kheo cảm thấy hụt hẫng tinh thần, thương tiếc và cảm thấy mất cái chỗ nương tựa, cho nên các vị đã buồn rầu than khóc, ngồi gặp nhau lại, ngồi chung lại với nhau than thở về cái sự về mà Đức Tôn sẽ phi tịch. Riêng có một vị tỳ kheo, vị đó suy nghĩ rằng ta đã xuất gia muộn màng, xuất gia xong chưa được bao lâu thì Đức Thế Tôn sắp viên tịch, vậy thì ta hãy cố gắng nỗ lực để thành tựu được sa môn quả trước khi Đức Thế Tôn viên tịch. Nói rồi đó thì vị tỳ kheo đầy tách rời khỏi hội chúng, đi đến nơi thanh vắng, sống độc cư thiền định. Chẳng bao lâu vị đã chứng được quả A-la-hán. Sau đó các vị tỳ kheo không có nhận biết được, mà hiểu lầm cái thái độ của vị tỳ kheo đó là không có thương kính Đức Phật. Khi mà các vị trình bày lên Đức Phật, Đức Phật cho gọi tỳ kheo đó đến và nghe hỏi cái
sự thật có phải như vậy không và nguyên do gì. Thì vì tỳ kheo đó mới trình bày cái suy nghĩ của mình và cái sự quyết tâm của mình. Đức Phật phải tán thán, khen ngợi vị tỳ kheo đó. Và Ngài còn cho biết rằng mỗi vị tỳ kheo như vậy có thật sự là vị tỳ kheo thương kính Như Lai, cúng dường Như Lai bằng cái sự cúng dường thực hành. Đó là sự cúng dường cao thượng. Cho nên ở đây đó, nó tùy theo chúng ta thôi. Chớ cái việc mà Đức Phật Ngài thuyết pháp, Ngài trình bày về cái mục đích cứu cánh của đời sống phòng hạnh, cái này không phải là Đức Phật Ngài đòi hỏi quá cao ở chúng ta đâu. Mà Ngài cho biết rằng nếu đã trị bệnh thì phải trị bệnh cho tới nơi tới chốn, để dứt tuyệt căn bệnh đó, đừng để cho nó tái phát, đừng để cho cái khổ luân hồi nó tiếp diễn nữa. Còn như chúng ta muốn dừng lại thì cái đó tùy chúng ta thôi. Cần gì chúng ta phải bỏ cuộc. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giải Đẳng vừa nêu về Nam Mô Bổn Thầy. Sao thuộc cái chừng thì tôi tự sự thì tôi tự quyền thì tôi thỉnh thì tôi tự sự đi nghĩ thì tôi tự quyền thì tôi có mặt ở trước máy và thì tôi có nghe được không? Nếu thì tôi tự quyền nghe được tính định thì tôi hoan nghĩ trả lời cho câu thảo luận số 2. Thì tôi tự quyền nè, chúng ta thấy rằng cũng căn bệnh mà thường xảy ra nhất là ở trong giới tu hành, là một khi mà mình có một cái sở đắc sở dính, có cái thành tựu gì đó, thì mình hay rơi vào trong tình trạng là mình khen mình mà chê người, mà ngày xưa chúng ta gọi là tự tán quý tha. Thì nếu một người có cái rơi vào trong tình trạng mà khen mình chê người như vậy, thì mình có cách nào để mình giảm thiểu chuyện đó không? Có cách nào giữ được căn bệnh đấy không? Ở kính thỉnh thưa quý vị. Nam mô Bổn Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Kha, giá Giới Thừa, để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn TV cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng ta, chúng con kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, để Đức Phật Tính, Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, hỏi rằng là căn bệnh khen mình chê người, tự tán quỷ tha có thể tìm được, có thể giảm thiểu được hay chữa trị bằng cách nào? Chúng ta có thể nói rằng là cái điều mà nếu như tự mình mà chúng ta biết điều trị, có một điều là tự mình phải biết, đó chính là một điều sai, đó chính là một điều tai hại cho mình. Đúng là mình bị bệnh và như thế thì chúng ta sẽ mới điều trị được. Và từ cái chỗ nếu chúng ta biết được mình hay khen mình mà chê người, và mình coi có người ta thấp quá, có người ta rẻ quá, đó là điều sai. Mình phải chứng nhận cái điều sai đó rồi mình chữa trị được. Bởi vì nếu chúng ta không thấy cái điều sai chữa chúng ta thì chúng ta sẽ không bao giờ sửa được, có thể chữa trị được. Và cái thứ hai nữa mà chúng ta phải nghĩ đến cái sự bình đẳng, ai cũng như ai thôi, chẳng qua mình hơn họ ở cái điều kiện, mình hơn họ ở một cái nơi chốn, điều kiện. Phân tích sự thật ra chưa biết rằng cái khả năng tự thân, nếu như trường hợp mình dướng vào như chính họ thì sao? Thí dụ như chúng ta sinh ra coi như là con nhà đầy đủ,
giàu có, con của nhà quan quyền, nhà mặt phố bố làm to, nói theo người Bắc như vậy đó, thì ở đó chúng ta hơn người thì nó có cái gì? Mà liệu chúng ta có thể hơn họ nếu như mình rơi vào cái hoàn cảnh của chính họ, là họ có thể tự thân coi như là vừa học vừa làm mà họ vẫn thành tựu, còn chúng ta sẵn ổ, sẵn điều kiện chưa chắc chúng ta bằng họ. Nếu chỉ chúng ta biết và phản tỉnh làm chút xíu thì cái điều này nó là hay. Còn tự cho mình là hay, mình là hơn đó, nhà mặt phố bố làm to, hoặc ta giàu có, hay ta là con của thầy này, giáo sư nọ, hay là con của quyền thế này, quyền thế kia, gia đình ta giàu có thế này, thì tự động chúng tôi nói theo xã hội, chứ nó cũng là chết, tự mình giết chết mình. Rồi nếu theo cái sự tu tập cũng vậy. Cái sự tu tập, nếu như mình thấy rằng, nếu quả thật khi nào mà mình còn khen mình mà chê người, ở đó mình chưa bao giờ mà mình có thể tỉnh ngộ được. Và đến khi, đến một lúc núi này cao còn có núi khác cao hơn, và cuộc đời này nó sẽ dạy cho ta vài lần là chúng ta đứng, là chúng ta sẽ đau khổ vô cùng. Đó là sự thật như vậy đó. Hay trong tự thân tâm của chúng ta thấy có cần thiết như vậy không? Thì ở đây đối với một người tu thì thứ nhất, để chúng ta chữa trị cái đó là chúng ta phải nhớ là chúng ta biết kham nhẫn, biết kham nhẫn khi mà người ta chê mình, và biết bình tĩnh khi mà người ta khen mình. Chứ khen mình mà thích quá, người ta chê mình cái tự nhiên bực bội khó chịu, thì chúng ta không thể tiến hóa được, thì chúng ta không thể chữa trị được cái căn bệnh của mình. Và ở đó theo đời, chúng ta biết buông bỏ một chút xíu, bỏ bớt một chút xíu, nhẹ nhàng một chút xíu, thì cái sự chữa trị này, kính bạch thượng tọa, là con thấy rằng là tùy theo cái hoàn cảnh và tùy theo cái tâm tư của mỗi con người. Chứ chúng ta cũng thể nào mà nói rằng, nhưng điều có thể nói là chẳng hạn như là Phật ngài dạy cái sự ly tham á, thì bằng chúng ta quán về bất tịnh hay chúng ta quán vô thường, thì nó có những cái định vị như vậy. Còn ở đây nếu như cái mà tự cho rằng mình cao thượng, tự cho rằng mình hay, thì mấy cái người này nó phải nói rất là tai hại, mà rất là nguy hiểm, và nó rất là tệ hại khi mà chúng ta gần họ, hay khi chúng ta chơi với họ, hay chúng ta giao du với họ, vân vân. Thì có nhiều cách, mà ở đó sẽ là tự trong thân tâm của mỗi con người. Hay là khi mà mình được nghe người ta khen mình thích, tự nhiên người ta chê mình buồn, thì mình biết là mình bị quá nhiều dao động, và tiếng đề chê dở khen hay nó là chuyện tình. Hôm nay người ta chê mình thì ngày sau cũng có người khác thương mình. Bởi vì chúng ta thấy ngày xưa còn Phật mà Đề Bà Đạt Đa cũng là một hội chúng kháng cự lại Phật, và nhiều người cũng theo Đề Bà Đạt Đa. Ngay cả chúng ta nhớ A Xà Thế đầu tiên cũng theo Đề Bà Đạt Đa, và sau đó chúng ta mới thấy được cái sai lầm, chúng ta mới bỏ. Chứ chúng ta thấy là nó như thế đó. Thì ở đây tất cả chúng ta thấy ở trong cuộc đời này, cái tánh ác, chủng ác là điều nguy hiểm. Cho nên chúng ta tự thân mình biết rằng là, chứ mình nói rằng mình nên sẽ đừng bao giờ mà cái núi này cao còn núi khác cao hơn, mình đừng có quá là hay ho, thì sẽ thật cái nói. Nhưng điều mà cái thực tế đó, là khi chúng ta gặp cảnh mà chúng ta có thể bình tĩnh được, chúng ta có thể vượt qua được. Bây giờ người ta khen mình khoái quá, người ta chê mình cái âu sầu ủ dột, sân si bực bội, vân vân, thì đó chính là cái điều mà chúng ta nên tự mình biết kiềm chế. Nó nói theo sự tu tập thì mình biết kiềm chế, hay là mình biết kham nhẫn, rồi mình biết vượt qua. Và quả thật mình cũng học cái cách biết lắng nghe, học cái cách chậm chạp một chút xíu, có một lần
giữa chư tăng và một số vị đệ tử. Mà tự nhiên lúc đó chấp đại thượng tọa có phần quốc cũng bực bội quá, cái con nói lên, con nói hơi thẳng thôi, con vừa nói ra thì con thấy xung quanh con mới nhìn lại chỉ có một người mà con phát biểu chung cho đại chúng, tự nhiên con cảm thấy con giật mình, thì con quỳ tại chỗ, con sám hối chư tăng. Con phải nói rằng con đề chính tự thân của chính con thấy cái điều đó mình sai, thì con quỳ lên con sám hối chư tăng. Đó là cái điều mà các vị đó là các vị đệ tử. Nhưng điều mà lúc đó không phải là đệ tử nữa, mình nói cách đó có nghĩa là mình bực bội, bằng cái tâm bực bội, bằng cái tâm khó chịu mình trào, mình đẩy ra. Thì con nhớ rằng, phải nói rằng chư tăng lúc đó cũng xúc động luôn. Không ngờ mà con nghĩ rằng đó là những lần mà con nghĩ rằng nó dạy cho con những cái bài học. Chúng ta lớn chưa chắc chúng ta đúng đâu. Ngay cả đó mình tự cho rằng mình đúng, nhưng có những cái nói một người được, như nói cả thể, nói tập thể, nói đại chúng là chúng ta có cái lỗi rất là lớn, không chừng cái đó là đại tội nữa. Thì ở đây con muốn nói rằng khi mà chúng ta phải chấp nhận ngay liền, và chúng ta phải có một cái và có cái tâm phải tin nhân quả chỗ này. Chứ mình quý vị biết là quơ đũa cả nắm, hay là mình nói lên cái phát ngôn rồi thì nó gây cái quả rất là lớn. Chính là cái ác khẩu của chúng ta, hay chính là nói bằng cái tâm bực bội, cái tâm khó chịu mà cằn nhằn cộc lốc như vậy, thì đó chính là con đã bị và con đã làm. Chúng ta tưởng tượng thì con thấy rằng tự nhiên tôi có cảm thấy con nhẹ nhàng, và tự nó dạy cho con những cái điều rất là tốt đẹp luôn. Thì ra thì có một vị này xưa tới giờ sống ở bên Bắc truyền và đang lỗi cả Nam truyền, họ tu đi về, và vì đó cũng là đệ tử, vì đó quỳ lên rớt nước mắt luôn. Mấy chục năm nay con mới thấy sư là một người đầu tiên mà sư dám xin lỗi những người đệ tử của mình. Cái con cười của nó, bây giờ chúng tôi không phải coi là quý vị là đệ tử, mà chúng tôi coi là quý vị là chư tăng, thì vẻ xa thú. Thì ở đây chẳng những chúng ta cải đổi là được, chúng ta chữa trị được, mà chúng ta lại làm một cái dòng suối mát, một cái môi trường mát cho những người xung quanh, hơn là tự mình chê người, tự tán quỷ tha và gây nên cái sự bực bội khó chịu vô cùng. Thì kính bạch thượng tọa, đây là cái tâm tư của chính con suy nghĩ cái câu hỏi đó là như vậy. Dĩ nhiên lúc đó mình làm được, mà cầu mong tương lai mình vẫn tiếp tục làm như vậy, chứ còn để được cái sự điều phục mình nó tốt hơn, chứ còn không biết cái duyên nhân điều mà đó chính là con đã thực nghiệm cái chuyện đó. Và đây chính là câu trả lời của chính con. Nếu có gì cần một tốt quân kính cung thỉnh thượng tọa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sao không kính chừng sự tùy quyền à, đại đức pháp tính, đại đức pháp tính có nghe được không? Nếu đại đức pháp tính nghe được kính tỉnh, đại đức pháp tính có nghĩ trả lời cho câu thảo luận số 3. Một lần nữa xin hỏi đại đức pháp tính, đại đức pháp tính có mặt ở trước mắt không? Dạ vâng. Đại đức pháp tính đôi khi có những cái khái niệm trong Phật học đó mà khiến những người mới đọc có thể có vẻ hơi ngờ ngợ, ví dụ như là chúng ta nói về tri kiến. Ở trong bài kinh này, tri kiến được xem là giác cây. Nhưng mà đôi khi tri kiến, rồi sau tri kiến còn có giải thoát tri kiến nữa, sau tri kiến còn giác ngộ nữa. Và nhiều người xem là giác ngộ hay là tránh tri kiến chỉ là hai danh từ mà đồng nghĩa thôi, tức là mình lãnh hội một đúng đắn gì gì đó. Thì đại đức pháp tính có thể phân biệt thì khác biệt giữa hai điều này không? Kính thỉnh đại đức pháp tính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng.
À, kính chào quý cô nữ, quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Dạ, qua câu hỏi thượng tọa vừa nêu lên, thì đối với người mà có chánh chi kiến và sự giác ngộ là hai cái điều này nó cũng có cái phần khác nhau. Có nghĩa là một người như thế nào mà gọi là chánh kiến hoặc là chánh chi kiến, cái người này có sự hiểu biết đúng đắn, hiểu biết về nhân, hiểu biết về quả, hiểu biết về nhân quả, hiểu biết về nghiệp báo. Thì cái sự hiểu biết của chúng ta đó, nhân quả hoặc là nhân quả nghiệp báo, có nghĩa là chúng ta biết rằng là chúng ta có mặt chúng ta có mặt ở trên cái cuộc đời này là do nhân ở trong quá khứ mà chúng ta tạo. Rồi bây giờ chúng ta sống ở trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta tạo những cái nhân lành thì nó cho quả vui, hoặc là chúng ta tạo những cái nhân mà bất thiện thì nó cho chúng ta cái sự đau khổ. Có nghĩa là chúng ta nhìn ở một cái khía cạnh nào đó là chúng ta cũng biết về nhân quả nghiệp báo hết. Thì cái người như vậy đó gọi là cái người mà có chánh tri kiến. Ngay cả những cái hành động mà lời nói hay là cái sự suy nghĩ gì của họ, họ cũng đều có họ cũng đều có cái sự hiểu biết một cách rõ ràng. Thì như vậy đó, gọi là một cái người mà có chánh tri kiến. Hoặc là nếu mà nói về ở trong cái bốn đế, nói về cái sự khổ, cái vị hành giả nó cũng hiểu rõ là cái sự khổ là như thế nào, rồi hiểu luôn cả cái nguyên nhân sinh khổ, cái nguyên nhân sinh khổ, rồi biết có cái sự diệt khổ, có con đường diệt khổ. Thì cái người mà hiểu được là những cái điều này là có chánh tri kiến. Nhưng mà hỏi về cái sự giác ngộ á, lãnh hội chân thật á, là như thế nào, thì cái sự giác ngộ hoặc là cái vị mà đạt đến cái sự giác ngộ á, là biết một cách tường tận hơn, biết một cách tường tận hơn, mà biết cái cách đoạn trừ nữa, biết cái cách đoạn trừ. Thí dụ như bây giờ chúng ta là chúng ta biết là chúng ta khổ, rồi chúng ta cũng biết cái nhân sinh khổ nó là do tham ái đó, nhưng mà chúng ta bây giờ chúng ta cũng hiểu được, nhưng mà ta chưa có đoạn trừ được, có nghĩa là mình chưa có trí tuệ để sanh lên, mình chưa có ra sức để mình đoạn trừ, vân vân. Thành ra mình chỉ nằm ở trong cái sự hiểu biết thôi đó. Còn khi mà đối với một cái bậc ngộ, một cái vị giác ngộ đó, là cái vị đó cái trí tuệ đã sanh lên, đã phá vỡ những cái mầm mống mà nó làm cho có cái sự mà sanh ra cái sự đau khổ. Thì cái bậc mà giác ngộ đó là coi như là với một cái trí tuệ đã sanh rồi, đã sanh lên rồi, và đoạn trừ thí dụ như những cái nhân tham, những cái nhân tà kiến, những cái nhân sân vân vân, thì do như vậy đó đoạn tận, giống như là một cái sự mà liễu tri, một cái sự đành rẽ về cái điều này. Mà thậm chí cái vị đó, một cái bậc giác ngộ biết rằng là mình đã không còn tham, không còn sân, không còn si đó, thì như vậy á, thì gọi là một cái bậc giác ngộ. Vậy thì đối với chánh tri kiến và cái sự giác ngộ á, nó khác nhau ở một cái á, là một cái người mà đã một cái bậc mà đã hoàn thành rồi, một cái bậc hoàn thành đã đoạn tận được những cái phiền não rồi. Còn đối với một cái bậc mà chánh tri kiến á, thì coi như là hiểu biết đúng nhưng mà chưa có cái đủ cái năng lực để mà đoạn tận những cái mầm mống tái sanh, những cái lậu hoặc, thành ra nó khác nhau chỗ đó. Ở đây những cái ý con xin được đóng góp qua câu hỏi của thượng tọa. Bây giờ con thỉnh thượng tọa trở lại. Sao thuộc cái trường để được học tính. Chú Minh Thông có mặt ở trước máy không?
một lần nữa xin hỏi Sư Minh Thông có mặt ở trước máy không? Dạ. Sư Minh Thông vâng. Hôm nay chúng ta nói về tự bản, tức là sự mãn nguyện đối với những thành tựu trên đường tu tập. Nhưng mà ở trong kinh Phật cũng có dạy đến một pháp là sống với tri túc, là biết đủ đối với những gì mình có. Thì một người sống tri túc có phải là mâu thuẫn với cái lời dạy này là người không nên tự mãn, hay là không tự mãn là một chuyện khác mà tri túc là một chuyện khác? Xin trình Sư Minh Thông quan hệ gốc ý về như thế. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, con tuân lĩnh Sư Phụ có đáp án cho câu thảo luận số 4. Thế nào là tự mãn và tri túc, nó có chống đối hay không? Kính thưa Sư Phụ, cái từ ngữ tri túc này đó là nói về cái người hành giả đó, trong khi thọ dụng những điều gì đó thì phải biết tự mình hiểu biết, là không có tham lam quá, chỉ là vừa đủ thôi, cũng như đi khất thực thấy vừa đủ để dùng thì trở về. Trừ phi những người mà có sự mà nuôi dưỡng cha mẹ già yếu đó, thì có thể là lấy thêm để về mà nuôi dưỡng cha mẹ mình. Chứ còn nếu mà đi khất thực để mà nuôi dưỡng cho mình thì mình phải biết tri túc, dừng lại khi mình biết là vừa đủ, thì cái đó là tri túc. Còn cái tự mãn là cái sự việc mà cái người hành giả đó, là nếu mà mình tự mãn về cái thiền định, cái sở chứng của mình, nhưng mà chưa được là giải thoát hoàn toàn. Kính thưa Sư Phụ, những người mà đã giải thoát hoàn toàn là những người đó biết mình giải thoát. Mà những người đã biết mình giải thoát mà họ cũng không nói ra, bởi vì nói ra là phạm giới, là khoe pháp bậc cao nhân. Cho nên những người mà thời xưa đó thì họ đã được giải thoát Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, là sơ nhị tam tứ quả đó, thì do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên bố. Và họ, chứ còn những người như là chúng ta ở trên trần gian này bây giờ, thí dụ có một người nào mà họ đắc Tu Đà Hoàng hay là đắc sơ nhị tam tứ thiền, cũng như là bốn thiền tầng thiền vô sắc, thì có nghĩ rằng họ không có khoe khoang, là bởi vì họ là người thật sự là chứng như vậy, chứ đâu phải là họ mà không chứng, mà là họ là hậu chứng. Cho nên những người mà nói ra là những người không thật có, mà những người mà thật có thì họ không nói ra. Cho nên cái câu là tự mãn và tri túc là hai pháp hoàn toàn khác nhau. Tự mãn là những người mà chưa đến nơi đến chốn và chỉ đạt được một phần nào đó, ta gọi là những cái vỏ cây, giác cây, hệ cành lá, bông hoa, chứ không phải là cái loại cây, và họ tưởng đó là loại cây. Và trong bài kinh Trung Bộ thì có nói rõ rằng có những người hành giả là như vậy. Còn tri túc là cái thái độ của những người biết tri túc, tức là đi khắp thực hay là được cúng dường, thì người đó biết là mình chỉ cần một cái số nào đó để đủ cho nên mình sống qua ngày mà thôi, thì đó là thái độ trí túc của những người hành giả tu hành chân chánh. Vì vậy cho nên tự mãn với trí túc là hai cái thái độ khác nhau và ý nghĩa nó khác nhau. Cái tự mãn đây á, là cái người hành giả đó tu hành mà không biết mình là chưa đến nơi đến chốn, mà mình tưởng rằng mình đến nơi đến chốn và bằng lòng với cái sự cái những cái tầng thiền của mình, rồi hãy là được cung kính rồi lợi dưỡng, thì tự mãn đi cái đó. Thì cái đó là thái độ của một người chưa đi đến nơi đến chốn, chưa hoàn toàn lấy thấy được là chứng được cái lõi cây. Còn cái người trí túc là cái thái độ của một người hành giả tu hành chân chánh, hoặc là những người đã giác ngộ, tức là khi mà được đi khất thực thì không có nhận quá nhiều đồ. Con cứ nhớ lại thì khi mà cái cô Punya đó, cổ mà cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất, thì ngài thấy vừa đủ rồi, ngài mới là lấy cái nắp bình bát được lại.
thì cái cô kia cổ quỳ lại, cô nói là xin ngài hãy nhận hết cho con điều này để cho con đó có được phước báo. Thì lúc đó mà được yêu cầu như vậy thì ngài mới là mở nắp bình bát ra để cô Punya bỏ hết tất cả đồ đạc thức ăn của cô đem đến cho ông xã của cô, rồi cô trở về nấu cơm lần nữa. Thì có những cái điều mà mình biết là chỉ những người mà giác ngộ và những người mà biết tu hành chân chánh là mình nhận vừa đủ để mình dùng thôi chứ không nhận quá. Thưa sư phụ, đó là có cái sự tư duy của con về cái từ ngữ tự mãn và tri túc, nó có hai cái nghĩa khác nhau và như thế. Tuy nhiên vì vẫn là một chúng sanh vô minh, con nghĩ rằng con không hoàn toàn nói đúng. Con xin thỉnh sư phụ từ bi trở lại mai để giảng giải thêm những gì mà con nói chưa đủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng theo nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Cái đường sư Minh Thông và chư tôn đức và sư quý từ câu trả lời của sư Minh Thông đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trung phụ học Quan Thế Âm. Kính chân chư vị giảng sư đã vào rung để thực trạng đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai. Con thay mặt đại chúng đông rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con bước trên hành tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất nghiệm. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn đạt các tường.